chào quý vị khán giả của Việt Nam Thức Giấc. Tôi đang có mặt tại một trang trại nuôi hươu sáo lớn nhất ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Vào một buổi sáng thì bà con ở đây phải dậy sớm để mà cho hươu ăn như thế này. Thức ăn hươu sáo của địa phương mình chủ yếu là những gì vậy anh? Thức ăn hươu sáo chủ yếu là các loại cỏ, lá cây cũng như là hạt ngô. Việc nuôi hươu tại địa phương mình thì có gặp thuận lợi không ạ? Việc nuôi hươu ở địa phương thì rất là thuận lợi. Cái thứ nhất là Hương Sơn là cái nghề truyền thống của chăn nuôi hươu. Cái thứ hai là về điều kiện tự nhiên cũng như là cái kỹ thuật chăm sóc hươu thì ở đây là điều kiện phát triển rất tốt. Ở đây thì quý vị có thể thấy là bà con đầu tư hệ thống trang trại theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn như thế này và còn sử dụng đệm lót sinh học nữa. Vậy cái kỹ thuật này thì nó đem lại cái hiệu quả như thế nào trong cái việc chăn nuôi của mình ạ? Việc nuôi hươu trên nệm đệm lót sinh học thì cái chất thải của trong quá trình chăn nuôi hươu thì mình sẽ là dùng làm phân bón cho các loại cây cỏ cũng như là cây ngô phục vụ cho thức ăn trong chăn nuôi hươu. Cái thứ hai là nuôi hươu trên nệm đệm lót sinh học thì sẽ giúp hươu là phát triển và sinh trưởng là khỏe mạnh cũng như đồng thời là giúp là bảo vệ môi trường sống ở xung quanh. Thưa quý vị, nuôi hươu sáo đang là một cái nghề rất là hot tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khi mà đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân ở đây ạ. Và nhiều hộ gia đình ở đây thì đầu tư cả tiền tỷ để mà xây dựng và mở rộng những cái trang trại nuôi hươu như thế này ạ. Còn bây giờ xin được trở lại với trường quay.